Làm rõ nguyên nhân vụ trật tự đô thị mạnh tay với người bán cá gây xôn xao. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết đã yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ xô xát giữa cán bộ trật tự đô thị phường với một phụ nữ mua bán cá trong đoạn clip đăng trên mạng xã hội ngày 27 tháng 8. Đoạn clip này ghi lại cảnh một người mặc đồng phục công an và một người mặc đồng phục trật tự đô thị đến kiểm tra một người phụ nữ đang dừng xe máy, có chở một chiếc thùng phía sau xe ở đoạn giao giữa đường Đặng Thái Mai và Anh Hùng Đôn. Theo clip quay lại, trong lúc giằng co, người đàn ông mặc đồng phục trật tự đô thị quật người phụ nữ ngã nhào ra đường. Hai bên tiếp tục tranh cãi cho đến khi có người dân xung quanh đến can ngăn. Còn theo ông Tùng, sáng 27 tháng 8, tổ công tác gồm một công an phường và ông Nguyễn Vũ Lâm, cán bộ trật tự đô thị phường, tiến hành chuyên đề kiểm tra đảm bảo trật tự đô thị. Khi đi đến đoạn đường trên, tổ công tác thấy bà Nguyễn Thị Thạch, 53 tuổi, trú tại phường Hội Thương, thành phố Pleiku, cùng một xe máy có thùng chở cá. Ông Lâm và cán bộ công an phường đề nghị kiểm tra giấy tờ, nhưng bà này không trình và chửi bới lại, nên tổ công tác yêu cầu dẫn xe máy của bà Thạch về trụ sở phường để làm việc. Quá trình giằng co giữa ông Lâm và bà Thạch thì bà Thạch bị ngã ra đường. Theo ông Tùng, trước đó bà Thạch đã bị xử phạt hành chính 350.000 đồng vì hành vi để xe mô tô ở lòng đường gây cản trở giao thông, nhưng sau đó vẫn tiếp tục vi phạm. Ông Tùng cho hay trong hôm nay, ngày 29 tháng 8, phường này sẽ mời cả ông Lâm và bà Thạch đến làm việc. Qua thực tế đánh giá thì cán bộ của mình cũng có cái sai. Nhận định theo hình ảnh clip thì thái độ ứng xử chưa đúng mực, văn minh, chưa hợp lý. Cũng theo ông Tùng, ông Lâm làm việc ở phường này hơn 10 năm, cơ bản hoàn thành công việc được giao, nhưng thường ngày có hay nóng tính. Theo người dân chứng kiến vụ việc, bà Thạch thường đến đoạn đường trên để mua cá, ốc của người dân bắt từ sông suối để hôm sau bán lại tại chợ. Việc làm của cán bộ trật tự đô thị là không nên và quá đáng khi bà Thạch đã lớn tuổi. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.